Xin kính chào toàn thể quý khách hàng và các bạn ạ. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay là một chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản MLX, chiếc xe được nhập khẩu. Đây là phiên bản nhập nội địa của Hàn Quốc, đây là nó khác với phiên bản nhập hãng đấy ạ. Đây là phiên bản MLX và là bản 2.2, động cơ dầu đấy và là động cơ VGT, nó khác với phiên bản nhập hãng rất nhiều. Hôm nay tôi sẽ quay và giới thiệu và phân tích cho quý vị và các bạn là nó khác như nào ạ. Đây ạ, đầu tiên là quý vị và các bạn nhìn thấy nó khác đấy ạ. Khác là cái phần la răng ạ, la răng của nó là la răng 6 cánh chứ không như cái phiên bản nhập hãng nó là la răng 5 cánh thôi ạ. Đây là phiên bản la răng 6 cánh và là R18 đấy ạ. Tất cả mọi chi tiết thì nó đều khác biệt so với cái phiên bản nhập hãng. Đây là phiên bản nhập nội địa Hàn Quốc và nó là cái phiên bản đặc biệt là cái phiên bản 2.2 máy VGT đấy ạ. Bản MLX này là nó có hai phiên bản, một là phiên bản 2.0 VGT và là phiên bản 2.2 VGT. Đây chính là phiên bản 2.2. Nó đắt hơn phiên bản 2.0 và nó còn đắt hơn rất nhiều với cái phiên bản nhập hãng. Phiên bản nhập hãng cũng có phiên bản 2.2 và phiên bản 2.0, nhưng mà phiên bản nhập hãng cái tiêu chuẩn nó khác hơn rất nhiều và nó option của nó kém hơn. Đây là cái phiên bản nhập nội địa Hàn và là phiên bản MLX đấy ạ. Phiên bản MLX này nó khác với phiên bản nhập hãng rất nhiều. Nó có cửa sổ nóc nè, nâng hạ chân phanh, chân ga và có cả hộp lạnh, sấy ghế. Tôi phải quay chi tiết và giới thiệu cho quý vị và các bạn ạ. Đây là chiếc xe này là trang bị là cảm biến lùi rồi đấy ạ. Đây là cái phần ba lực sốc sau của chiếc xe. Tôi sẽ quay và giới đến đâu tôi sẽ phân tích cho quý vị và các bạn nó khác với cái phiên bản nhập hãng là như thế nào ạ. Chiếc xe đã được trang bị là cảm biến lùi và bô đôi rồi đấy ạ. Đây là cái phiên bản 2.2 nhập khẩu nội địa Hàn Quốc và chiếc xe được sản xuất năm 2007, nhập về Việt Nam mình là 2008, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội ạ. Chiếc xe đã chạy được 14 vạn km rồi ạ. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi ạ. Nếu như quý vị các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì xin quý vị các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị các bạn muốn xem trực tiếp và lái thử chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy đến ngay là cửa hàng chúng tôi là ở địa chỉ là 16 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Đấy, cái la răng của nó quý vị các bạn cũng thấy nó khác ạ. Tôi quay chi tiết đấy ạ. Cái la răng của nó là la răng 18 và là 6 cánh, nó khác với phiên bản này. Trong hãng nhập nó là phiên bản là la răng của nó chỉ có 5 cánh thôi. Đây chính là chiếc xe Santa Fe MLX máy dầu ạ, phiên bản nhập khẩu nội địa của Hàn Quốc đấy ạ. Chiếc xe đã được trang bị đầy đủ option như là đèn gầm, cửa sổ nóc, ghế điện và ghế sấy ghế, có cả sấy ghế cho hàng ghế trước và hàng ghế sau, và được trang bị cả hộp lạnh, nâng hạ chân phanh, chân ga, đèn gầm, đèn pha đủ cả đấy ạ. Nó là cái phiên bản MLX đấy ạ. Phiên bản MLX và là máy VGT. Khác với phiên bản ở trong hãng, phiên bản trong hãng nó là 2.0 CRDI, máy của nó là CRDI, máy VGT này là tối ưu hóa turbo cho nên là turbo rất là khỏe và tiết kiệm nhiên liệu. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm chiếc xe này, xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được sở hữu chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang chào bán với giá là chỉ hơn 400 triệu đồng thôi ạ. Với hơn 400 triệu đồng thì quý vị các bạn đã sở hữu ngay một chiếc xe Santa Fe 7 chỗ máy dầu đi cực tiết kiệm nhiên liệu này. Chạy với 14 vạn km thôi. Đây tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn toàn bộ về cái phần nội thất của chiếc xe. Gương kính là chỉnh điện hết rồi ạ. Tất cả keo chỉ còn nguyên bản, chưa đâm đụng hay là chưa ngập nước gì cả, keo chỉ còn nguyên, chưa mất một phân keo chỉ nào. Đây là cái cụm điều khiển, công tắc điều khiển lên xuống kính và gương gập điện đây rồi ạ. Gương gập điện, gương chỉnh điện hết rồi đấy ạ. Và đây, nâng hạ chân phanh, chân ga,
nâng hạ chân phanh chân ga này là ở cái bản full nó mới có, bản nhập hãng là không có đâu ạ. Nâng chỉnh đèn pha. Vô lăng cũng đã được tích hợp các phím điều khiển. Nội thất này là nội thất da nguyên bản ạ, trang bị cả hộp lạnh rồi đấy ạ, hộp lạnh ở giữa kìa. Và nội thất da nguyên bản này tất cả còn nguyên ạ, ghế lái là ghế chỉnh điện. Nếu như chiếc xe này mà ghế mà còn đẹp thì là đã làm lại rồi nha, đây chúng tôi còn để nguyên bản. Cho nên là ghế nó sau hơn chục năm sử dụng rồi thì cái ghế này nó cũng đã bắt đầu bạc. Nếu như mà cái ghế mà nó còn đẹp thì là chiếc xe này đã phải làm lại rồi. Đây tất cả còn nguyên bản, chúng tôi chưa phải làm lại. Ghế chỉnh điện. Chiếc xe đã chạy được 14 vạn km rồi đấy ạ, chính xác là 142.919 km rồi ạ. Đây là chúng tôi cam kết là đồng hồ nguyên bản hết đấy ạ, chúng tôi không có tua gì hết, công tơ mét này là nguyên hết đấy ạ. Tất cả còn nguyên hết là điều hòa tự động, 3 vùng. Ở cái phiên bản nhập hãng thì có những chiếc xe nó thiếu đồ thì cái điều hòa này nó điều hòa cơ thôi, nó chỉ có một cái nút vặn chỉnh gió ở giữa. Đấy, ở giữa này có nút chỉnh gió ở giữa thôi chứ nó là điều hòa cơ. Chiếc xe này là bản full nên đã được trang bị điều hòa tự động rồi đấy. Và hai vùng đằng trước này là hai vùng riêng biệt. Và sấy ghế ạ, dưới đây là cái phần sấy ghế trước. Chiếc xe đã được trang bị sấy ghế trước. Vô lăng cần số là còn rất là đẹp ạ. Chiếc xe chạy 14 vạn thôi cho nên toàn bộ về cái nội thất này, vô lăng cần số này còn nguyên bản hết ạ. Hàng ghế sau đây cũng còn đang rất là mới và đẹp đấy. Đây là cửa gió điều hòa cho hàng ghế thứ ba đằng sau đấy. Và khác với cái phiên bản SUV khác thì là cái dòng xe Santa Fe này nó gập được hết cái hàng ghế thứ ba xuống, cho nên là nếu như chúng ta không có nhu cầu mà ngồi đông người, chúng ta gấp cái hàng ghế sau lại thì là chiếc xe rất là rộng rãi. Hàng ghế thứ ba và hàng ghế thứ hai đều gập được hết xuống, cho nên là gập hết lại thì là cái khoang đằng sau rất rộng. Nếu như gia đình chúng ta có thể đi du lịch, đi chơi xa thì chiếc xe này có thể gập lại và ngủ được trên xe.
Đây là chiếc tab bi cửa trước bên phụ. Ghế da, hàng ghế da này thì rất là còn đẹp đấy. Ghế bên phụ còn rất đẹp, tuy cái bên lái thì có bị bạc một chút là do thời gian sử dụng, chứ bên phụ này thì còn rất là đẹp vì là ít người ngồi. Đấy, nó khác với cái phiên bản thiếu đồ thì bản này là bản đủ đồ rồi, chứ nó đã trang bị cả cửa nóc rồi đấy. Và cái trần này còn răng rất là mới ấy. Đây chính là cửa nóc của chiếc xe đấy. Cửa nóc đang hoạt động rất là trơn tru. Và ngay sau đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái động cơ của chiếc xe Santa Fe MLX này. Đây là cái phiên bản động cơ diesel. Và nó khác rất nhiều so với cái phiên bản nhập hãng. Nhập nội địa Hàn Quốc thì có phiên bản 2.0 VGT và là phiên bản 2.2 VGT. Đây chính là phiên bản 2.2 VGT ạ. So sánh về giá mới của chiếc xe ở thời điểm 2008, 2009 thì những chiếc xe 2.2 nó đắt hơn 2.0 này khoảng độ từ 7 đến 10.000 đô. Và cái phiên bản này nó còn đắt hơn cái phiên bản mà nhập hãng về rất là nhiều. Phiên bản nhập hãng nó chỉ có phiên bản 2.2 CRDI. Máy CRDI thì không bằng VGT này. VGT này là cái phiên bản nó được tối ưu hóa turbo cho nên tiết kiệm nhiên liệu hơn rất là nhiều. Và giá thành nó sẽ đắt hơn. Rất nhiều người quan tâm đến chiếc xe Santa Fe nhưng mà không hiểu được về cái phần Santa Fe có những cái phiên bản nào, thì hôm nay là quý vị các bạn xem clip này thì quý vị các bạn cũng có thể nhận biết được là Santa Fe nó có những phiên bản nào ạ. Phiên bản Santa Fe nó gồm có phiên bản MLX, SLX và máy VGT đời 2007, 2008 thì có máy VGT. Thì cuối năm 2009 này là máy đã lên EVGT rồi. Máy VGT này thì nó hơn CRDI rất là nhiều. Và phiên bản nhập hãng mình thì chỉ nhập là máy CRDI thôi. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị của bạn về cái xe động cơ này thì nó còn nguyên bản như thế nào ạ. Và cái máy dầu thì thường là cái đời này thì nếu như đi mà nhiều máy mà nó kém thì là bây giờ máy nó sẽ ướt rất là nhiều rồi. Nhưng chiếc xe này là máy vẫn còn nguyên bản và máy rất là khô thoáng. Chúng tôi cam kết này là máy còn nguyên bản hết ạ, turbo hoạt động rất là bình thường. Máy móc rất là sạch, chúng tôi còn chưa dọn rửa gì mà nó có đã sạch đẹp như thế này rồi đấy ạ. Để tìm được cái xe mà 2007, 2008 mà máy móc mà nó còn nguyên bản mà nó đẹp như thế này thì trên thị trường cũng không có nhiều đâu ạ. Và nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn vui lòng liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được sở hữu ngay chiếc xe này. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là hơn 400 triệu đồng thôi ạ. Và chỉ hơn 400 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã sở hữu ngay chiếc Santa Fe 7 chỗ máy dầu này, đi cực kinh tế và rất tiết kiệm. Và tất cả cái xe này là chúng tôi cam kết là máy móc còn nguyên bản, là tất cả các ốc còn nguyên bản, từ ốc giảm xóc cho đến ốc chân máy, ốc mặt máy, các thứ còn nguyên hết ạ. Cho nên là chiếc xe này là không đâm đụng, không ngập nước và chưa phải làm lại một cái vấn đề gì cả. Ốc cabo cũng còn nguyên hết, tất cả keo chỉ, ốc còn nguyên hết ạ. Chúng tôi cam kết về cái điều này ạ.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360. Thank you.